Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bạn mình trải nghiệm một ngày làm sinh viên đại học y. Mình đi học cùng bạn từ lúc trời chưa sáng mọi người ạ. Cũng đi ra chờ xe buýt giống như mọi ngày. Nhưng mà trời vẫn còn tối, còn có trăng nữa. Mình đã đến điểm hẹn chờ với cả bạn mình, nhưng mà chưa đến giờ hẹn nên là bạn mình chưa tới. Và sau tầm 15 phút thì bạn mình cũng tới nên là chúng ta đi thôi. Hôm đó thì không nóng mà cũng không rét, nói chung là kiểu mai mai mọi người rất thích hợp để đi chơi luôn. Vâng, và đây là đặc sản của Hà Nội, tắc đường. Sau 6 tháng mới lại được ngồi xe máy, rất là thích luôn. Đi một xíu là đến điểm đến hôm nay của chúng ta là Đại học Y Hà Nội. Ok, hello mọi người, đây là bạn Như, bạn mình. Chúng mình đang ở Đại học Y, chúng mình đến trường Như rồi. Bây giờ chúng mình sẽ ăn sáng. Lúc mình ăn sáng rồi nhưng mà Như đã mua bánh bao cho mình. Thì mình nghĩ là đây là quả sáng tri thức để cho thông minh của những bạn học trường này. Bánh bao Như mua ngon nha, bánh bao chay. Rất healthy, ăn ra không healthy lắm, tại bánh bao thì đã không healthy rồi. Nhưng mà tại Như mời nên mình sẽ ăn, cả Như mua cho mình. Như đẹp trai không mọi người? Mày nên so sánh tao với cái ảnh rồi chứ. Mình tưởng ảnh Như ở cái góc này. Bảo đây là Như bây giờ cho mọi người xem. Chúng ta sẽ học ở đây nha mọi người. Hôm nay thì mình theo Như vào học một tiết lý thuyết. Và bài hôm nay là về mắt hay sao, mình cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng mà học cảm thấy rất là hay nha. Kiểu như nó khơi gợi lại ký ức học chuyên sinh ngày trước ấy mọi người. Các bạn học rất là nghiêm túc luôn ý, làm mình sợ luôn á. Thật ra thì mình cũng thích học sinh ý, nhưng mà kiểu như mình thấy nó học khó quá, mình không thể theo được ấy. Thế là mình cảm giác là mình không nên theo ngành bác sĩ, mặc dù là mình cũng rất thích ý. Không khí học trong lớp rất là im lặng, thế nên là mình cũng không dám nói to. Mọi người nhìn con này đi vào học một trường rất là danh tiếng, xong rồi ngồi chơi game này. Mình đang được nghỉ, mình đang nghĩ xem mình có nên đi. Nhưng mà rồi hàng quán mở cửa nhỉ? Số đừng phải úp đâu mày. Trải nghiệm học ở Đại học Y rất là vui nha. Bài này hay, mình thích học bài này. Ủa mà hay mà. Rất cảm ơn bạn Như vì đã cho mình đi học một buổi học rất ý nghĩa. Chắc tầm 15 phút. Học giải phẫu của Y này. Vui. Thì chúng ta sẽ gặp lại Như nha. Đợi Như học xong buổi trưa nha. Sau đó thì chúng mình có đi ra cổng để tìm đồ ăn, thì mình có mua khoai lang ấy mọi người. Xong rồi kiểu như mới về Việt Nam xong mình bị mất khả năng giao tiếp hay sao ấy mọi người ạ, mình quên mất cách mua. Kiểu như bà bảo là 5.000 một lạng, thế xong rồi mình bảo bà là cho cháu 5.000. Ý là kiểu có ai mua 5.000 khoai không mọi người, kiểu người ta phải bươi theo cục chứ. Sau khi mua khoai xong thì chúng mình vào sơ cầu cây ngồi để đợi Như. Chúng mình đang đợi Như học xong. Chị Mỹ và Sơ cây đi ăn. Mình mới đi mua khoai ở ngoài cổng. Nhưng mà nó có một câu chuyện khá là buồn cười. Chị Trang thì ăn mì nè. Lý do mà mình không ngồi học lâu thêm một tí nữa, tại vì mình sợ bị thầy gọi mọi người. Với cả cái tiết đến tận 3 tiếng, còn mình không được ngồi nghe 3 tiếng được. Hôm nay Như cũng không có tiết giải phẫu hay là thực hành ý. Mà kể cả là có thì chúng mình cũng không thể nào mà tham gia vào mấy cái tiết như thế được, chúng mình chỉ có thể đi theo để học lý thuyết thôi. Thì hành trình mua khoai hơi ngu nhưng mà khoai ngon nha mọi người. Ok, bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu tour tham quan Đại học Y Hà Nội từ cổng trường nha. Như hôm nay là đi tour guide của chúng ta. Đi từ cổng trường mà nè. Ok, đi từ cổng trường nhá. Tòa A1 nhá. Sorry. Tòa A1 đây là tòa hành chính. Tòa A1 đây là tòa A1 đấy. Thì cái sảnh to phải không? Mọi người sẽ hay quay kiểu nhảy gì đó. Không phải tao. Ok, nó biểu tượng của trường. Trường là tích hợp cả bệnh viện ở bên này là có, và A2 là bệnh viện của trường. Chỗ này là bệnh viện Đại học Y. Trường lớn. Chả hay nó lớn thế nào nhưng mà nó gọi thế mọi người ạ. Người ta gọi là vườn hoa A1. Vườn hoa A1. Hoa đâu? Hoa thì không thấy nhưng mà nó khá là mát nha mọi người. Lúc ấy chúng mình ngồi ăn sáng ở chỗ này nè.
hoa gì? Vườn hoa đọc tên là gì? Vườn hoa YS Xanh. Thầy YS Xanh là YS Xin. Chắc mình không biết đọc, con mình đọc sai ấy. Cái giới thiệu lại đi. Thầy Alexander Yesin là thầy hiệu trưởng đầu tiên của trường đại học Y. Ghê, có tượng, có cái tượng. Có tượng. Đâu rồi, cái tượng. Đấy, cái tượng này, cái này. Trước khi thi thì sinh viên thường ra đây xin gì đó thầy. Nhưng mà cũng đúng, các trường khác cũng có những cái chỗ như thế. Đây mọi người, bệnh viện đại học Y nha. Này thì có tòa B1. Sau B1 là B2, sau B2 là B3. Giới thiệu rất dễ hiểu. Chỉ ở những cái lớp học thôi. Ok. Nó sẽ ghi như này này mọi người. À nếu mọi người đi trong trường đại học Y, mọi người sẽ hay thấy những người mặc áo như này. Áo blue. Chỗ ấy rất rộng nha mọi người nhìn này. Thì sao thì ở đây sẽ làm gì? Câu lạc bộ tiểu đội nhóm hay sinh hoạt ở đây. Ừ, đúng. Đương nhiên những chỗ rộng sẽ dành cho những chỗ như thế. Vệ sinh. Không phải có gì. Không phải. Không phải có nhau vệ sinh. Ở trên này có một cái logo này mọi người. Đây là logo đại học Y nha. Đây là một cái giảng đường rất là đẹp nhưng mà đang không có ai học và nó rất tối. Ta phải đi vệ sinh nha. Quay cả nhà vệ sinh nè. Hello. Thì sẽ chưa 10 điểm. Đây là giảng đường mà Như vừa học. Tên là giảng đường Hồ Đắc Dĩ. Mặc dù ở đây mình không thấy cái hồ tận ngoài. Hồ đá đi. Ok mình. Ok, không phải tên của cái hồ. Xin lỗi mọi người. Mình tưởng nó tên của cái hồ. Ở chỗ này có hoa, xong rồi Thùy Trang vừa bảo là chưa Tết hoa đã nở nhưng thực ra nó hoa dại nha mọi người. Mới có sự kiện nào, mới có dự án Tết thì mình đang có xe bài. Bạn mình hoạt động sự kiện năng nổ lắm mọi người ạ. Đi con đường này rất là chill luôn nha mọi người. Cực kỳ chill. Chỗ này có sân bóng nè. Sân bóng này nổi tiếng là đến 1 giờ, 2 giờ sáng vẫn mở. Giới thiệu cái ký túc xá với cái chung cư đi. Đây là chung cư 15 tầng Đại học Y Hà Nội. Ở đây học Y là ký túc xá học Y nhưng mà khi mọi người search trên Google Maps thì nó sẽ ghi là chung cư Đại học Y nha mọi người. Ok. Đó, thế nên là nếu như mà mọi người đi học ở Đại học Y thì mọi người sẽ được ở chung cư, ở một cái đường chung cư chứ mọi người không phải ở ký túc xá, nghe sang không? Mọi người đang muốn thi vào Đại học Y thì đấy là một ưu điểm để cho mọi người chọn. Nói lại đi. Ok. Như bảo là mọi người bảo là thư viện là nơi rất là thích hợp để ngủ nha. Vì hôm nay Như đi trả sách ở thư viện nên bọn mình mới được đi quay ké ở ký túc xá thôi nha mọi người. Như đi trả sách này. Trả đâu vậy? Ồ, thư viện đẹp chưa? Ủa mọi người nhìn này. Thư viện đang xây hay sao ấy? Wow. Thì hiện ra là thư viện trường bạn cũng đẹp không kém thư viện trường mình. Ok, về chúng ta đi đâu vậy? Có cái sân bóng rổ ở bên này. Mình nhìn thấy rồi, đi mình. Tuyệt vời không? Như đang đưa chúng mình đi ăn chả nhà. Như của ba chúng mình không phải Như. Hay Như chỉ dẫn chúng mình đi thôi. Bạn muốn trả đầu tiên từ khi mình về. Yeah, và đó là kết thúc video khám phá đại học Y của mình rồi. Video này thì không có quá là mang tính học thuật và có nhiều cảnh quay ở trong lớp học. Bởi vì là mình đi học cùng bạn mình cũng ngại. Bởi vì mình không phải học sinh mọi người. Và những cái tiết như kiểu thực hành, giải phẫu các thứ thì đương nhiên là mình sẽ không được vào rồi. Thế nên là mình chỉ có thể trải nghiệm học lý thuyết cùng bạn thôi. Và mình mong là mọi người cũng đã có một cái nhìn khách quan là đi học thì nó cũng như các trường khác thôi. Và đó, mình có cho mọi người xem khuôn viên Đại học Y và mình mong là mọi người sẽ thích video này. Mặc dù đây là một video được lên kế hoạch từ trước nhưng mà nó khá là mang tính cho vui ấy. Kiểu như mình đi dành thời gian cho bạn mình sau rất là lâu không gặp. Thế nên là mình mong là mọi người không quá là trông đợi gì, kiểu thực sự là
về học hành trong cái video này. Và mình mong là mọi người nếu mà xem đến đây thì sẽ thích. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.